Chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với video của em nhé. Thì hôm nay thì em quay cho mọi người xem là hiện tại là em đang khoan khoảng hơn 10 cái bình tròn từ 1m2 cho tới 1m7. Cái này là gỗ gõ nên nhá, gỗ gõ Nam Phi. Đó, cái này là hàng quay thực tế luôn mà. Quay cho mọi người xem thực tế luôn. Đó, nên là mọi người không cần phải lo về hàng chấp kép hay là hàng lỗi gì hết, cái này là quay mọc thực tế luôn, để quay cận cảnh cho các bác xem luôn. Hiện tại là đang vân hai cái này là 1m4, đó rất là nạc luôn. Vân thì em có cắt đầu cắt đít cho hầu như là sạch giác luôn rồi, đó nhìn rất là, anh em có thể nhìn màu gỗ nhìn rất là ok luôn. Đó, với lại bên này nữa, bên này thì em cũng đang phân hai cái, anh em có thể nhìn thấy rõ nữa, đó. Cắt từ những miếng gỗ ra luôn. Thì hiện tại nói chung thì em cũng vân số lượng thì nó cũng rất là nhiều, nên là anh em mà nếu mà đặt hàng sớm thì có thể là có giá ưu đãi cho mọi người nhé. Mặt bàn thì rất nhiều luôn, đợt này thì mặt bàn bên em thì rất là nhiều luôn. Đó, mọi người có thể nhìn thấy nữa. Đấy, hàng là nói chung rất là nạc, nục nạc luôn. Và riêng mọi người tới với kênh của em á, thì cái này thì em quay thực tế luôn, quay chi tiết từ hình mộc luôn. Chứ còn nhiều nơi á, nhiều nơi người ta làm, người ta không có quay mộc cho mọi người đâu. Đa số người ta ví dụ cái bàn đó nó, ví dụ nó chỉ tầm 1m4 thôi, mà có thể người ta vá lên đến 1m5 để cho người ta bán thì nó sẽ được giá hơn đó. Còn cái này là em là ông khoanh là kích thước là cho nó nạc luôn. Đấy, nhìn rất là nạc luôn, chứ không phải là hàng là quay là phải giấu giếm gì cả đó. Còn mọi người nếu mà ai quan tâm á, thì cứ để lại số điện thoại dưới phần bình luận, hoặc là liên hệ qua số Zalo là 0333388719 nhé. Đó, còn hiện tại là em đang bào cạnh này, đang bào cạnh để lấy nét cho nó tròn. Đó, đang bào cạnh thì mọi người có thể nhìn thấy thực tế luôn, cái này là quay thực tế luôn nhé, chứ không phải là chấp kép gì đâu. Đó, mọi người mua hàng thì dạo này thì mọi người mua hàng thì cũng nên là xem thực tế qua video, chứ không nên là xem qua hình ảnh thì dạo này thì người ta cắt ghép rất là nhiều, người ta chỉnh sửa rất là nhiều luôn. Đó, hình ảnh thì nói chung là chỉnh sửa rất là nhiều luôn. Ví dụ như bây giờ hàng này nó có nứt có lỗi, nói thật luôn là nếu mà qua hình ảnh thì em khẳng định là chỉnh sửa được hết nhé. Còn nếu mà quay video thực tế thì rất là khó. Đó, bên này thì em đang phân hai cái nha. Đó, thợ cũng đang phân hai cái. Nói chung thì gồm hơn 10 cái bên tròn nhé.